Sơn này, anh đố mày biết vị trí của cái điện thoại thì sẽ nằm ở đâu? Nằm trong hộp. Điện thoại mua về mày mở hộp ra làm gì nữa? Cầm lên tay. Đấy là vị trí điện thoại ở đâu? Trên tay. Tuy nhiên có những cái điện thoại ấy, nó chỉ có thể nằm ở trên tường mà thôi. Mày biết tại sao không? Nhìn cái mặt ngu ngu này là không biết gì rồi. Điện thoại kéo tường. Đây là một chiếc điện thoại mà mình vừa mượn ở bên Lê Quân Mobile, một con duy nhất đem về do có khách đã đặt. Bởi vì nó không phải là một chiếc điện thoại bình thường. Đây là phiên bản Starry Night của Z50 Ultra. Vãi! Nhìn này, hình này. Bạn gốc bố à? Lên nhắc đồ thôi mà. Đây ạ, các bạn nhìn này, 3D có thấy hiệu ứng 3D không? Nó nổi nổi như này này. Cái này ngày xưa là ăn bim bim là hay có mấy cái thẻ mà cũng hiệu ứng như này này. Và phiên bản này là limited, à lộ limited. Và tôi sẽ bóc cho các bạn xem. Cầm lấy đi. Đó, rất đẹp. Bức tranh này là nổi 3D, chúng ta có thể nghiêng ra nhìn thấy. May mắn thay tôi lại vừa đi Hà Lan về. Đây chính là quê hương của họa sĩ Van Gogh. Và tôi cũng có mua một số cái kỷ niệm thì cũng có cái bức tranh Starry Night này. Để các bạn sẽ nhìn thấy, đây Starry Night. Và bản thân cái hộp của nó là làm óng ánh, ánh kim như thế này. Đẹp Rất đấy, đẹp đúng không? Đẹp quá. Cầm đi. Như bằng đại học. Và đây, đúng, chính là chiếc Nubia Z50 Ultra. Máy này là mượn nên không xé siêu kiểu kia được. Siêu phẩm, siêu phẩm. Nó đẹp. Cái từ bình thường là thấy à, trông em đẹp lắm. Còn cái trên này, nó đẹp. Đẹp quá rồi. Thứ nhất, anh hỏi một thằng như chú này, ý nghĩa của bức tranh Starry Night này là gì? Không biết. Nhìn đã biết không biết rồi. Bức tranh Starry Night này là được thực hiện vào một trong những quãng thời gian cuối cùng cuộc đời của họa sĩ Van Gogh. Lúc đó là ông đang phải điều trị bệnh của mình tại một xã, một làng ở Pháp. Và khi ở trong cái bệnh viện để chữa trị thì ông đã nhìn ra bên ngoài, ông đã vẽ một cái bức tranh. Và trong đó có những chi tiết thì không có thật. Ví dụ như cái hình ảnh cái cây đây thì là không có thật, ông đã thêm vào. Và cái khung cửa sổ của phòng ông nhìn ra thì sẽ có những song sắt, nhưng mà ông đã loại bỏ hoàn toàn song sắt đi để thể hiện cái ham muốn của mình là muốn được đạt được cái sự tự do, muốn thoát ra ngoài. Nhưng mà ông mất khá là trẻ, vào cái năm ông 37 hay là 38 tuổi gì đó, thì ông về điều trị căn bệnh về tâm thần và ông đã tự nguyện điều trị ở một bệnh viện ở Pháp và ông qua đời. Ông Thì đấy anh nghe hả? ủa, tao sang Hà Lan thì mày nghĩ tao đi gặp ai? Trời ơi, sang Hà Lan thì nói chuyện với Van Gogh chứ còn nói chuyện với ai? Rồi, và cái chiếc điện thoại này của chúng ta là một trong những điện thoại tái hiện lại cái tác phẩm đó trên một sản phẩm công nghệ hài hòa. Tại sao tôi nói nó là một sản phẩm nên để trên tường? Bởi vì cái vẻ đẹp của nó, thay vì chúng ta dùng hàng ngày, các bạn treo nó, khách đến nhà thì kiểu ui nhà anh có gì hay thế, xin giới thiệu với em. Hay á thì nó đi làm rồi. Còn đây á là một cái chiếc điện thoại nhưng nó là phiên bản Starry Night của họa sĩ Van Gogh. Sau đó ông ấy xem video này của tôi, ông kể lại toàn bộ quá trình bức tranh ấy được vẽ như thế nào, đỉnh cao các vì sao. Và cái chiếc điện thoại này, các em có biết tại sao có những cái vòng xoáy như thế này không? Không ạ. Lại phải để cái bức tranh này đầu tiên á, là có những vòng xoáy như thế này, thì có những người nói rằng là nó thể hiện cái sự đau khổ của cuộc đời của ông vào giai đoạn cuối cùng. Nhưng có một nhà nghiên cứu thì đã nói rằng là có thể cảm hứng của những cái bầu trời sao xoắn như thế này thì nó dựa vào một cái liên quan đến dải ngân hà. Nó là một cái từ tiếng Anh là gì tôi quên mất rồi. Galaxy, galaxy. Nó có một cụm từ đầy đủ của nó cơ, nói về một cái liên quan đến thiên văn. Và có thể đây đều là những cái dự đoán của chúng ta, chứ còn thực ra khi ông ấy mất ông chả nói, ông không nói tại sao tôi vẽ như thế, nó y hệt học văn đó, đúng không? Ví dụ cái câu tôi muốn tắt nắng đi, cô giáo bắt phân tích rằng nó thể hiện được cái điều gọi là điều gì đó, nhưng thực chất chẳng qua là vì hôm đó quên đem kính râm mà thôi, nó chả có gì phức tạp cả, nhưng ta tự vẽ nó ra, đúng không? Tất cả những cái người vĩ đại nhất đều phải là có những cái tác phẩm mà không ai hiểu gì. Ví dụ như Mona Lisa, người ta đã tìm mọi những cái bí mật để giải thích, đúng không? Nhưng có khi nó chỉ là một sản Giả phẩm, thuyết đấy là toàn bộ là giả thuyết tạo nên sự hấp dẫn. Thì chiếc điện thoại này tương tự, với một chiếc điện thoại này các bạn có thể đem đi tán gái. Em gái, em có muốn làm quen với anh tuy nghèo? không chạy nghèo chạy đi chạy đi nói đến nghèo con gái rồi chạy làm gì có chuyện, nó nghe tiếp. Đúng Đấy, đúng. thì chiếc điện thoại này của chúng ta các bạn thấy là toàn bộ mặt lưng, từ cái cụm này luôn, chỗ camera này, mặt lưng của chúng ta này, màu xanh tông được đồng bộ này, màu xanh của thân máy và của máy chưa bật nguồn. Mình chỉ có thể nói rằng là sờ vào cái mặt lưng này á,
các bạn sẽ cảm nhận được họa tiết như nó vẽ luôn. Chờ đi, phay nhìn đi, cái nghĩa cái đường đường hằn của nếp vẽ là thể hiện rõ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hay cực, nó không phải là dán skin, không phải dán đề can, nên anh em vui lòng đừng comment ấy là dán đề can là được rồi, mắc gì mà đi mua phim bản lý nít tịt, vì nó là cảm nhận thật và nó cũng là cái theme ở bên trong. Đấy chính là một cái phiên bản mà có thể nói dành cho những người mà không chỉ yêu công nghệ mà còn yêu cái đẹp và muốn sưu tầm những phiên bản giới hạn như thế này. Đó là một tác phẩm xứng đáng được treo cổ, treo tường để mọi người có thể đến ngắm. Rồi, mình sẽ xem qua một chút trong hộp, vì cái máy này rất đắt nên tôi xin được để cẩn thận gọn gàng một tí. Rồi, ở đây thì chúng ta, wow, cũng đầy đủ nha. Ủa? Hai gì mà hào phóng vậy ta? Ui. Wow, củ sạc hai đầu USB-C này, A và C luôn. Vãi cả đạn, hai dây luôn, hai dây cáp. Thêm một cái củ sạc siêu nhanh của Nubia đi ạ. Rồi, chúng ta sẽ có một cái cáp ở bên này và một cái cáp bên này. Còn đây là một cái ốp lưng trong suốt để thể hiện được cái vẻ đẹp. Ốp lưng quá bình thường, u gì mà u mày ngáo. Nhưng mà nó cứng mà. Hết. Như vậy đây là toàn bộ phụ kiện. Sẽ đeo ốp vào đi xem nào. Chiếc điện thoại này. Và ở đây nó sẽ có một dòng chữ là Starry Night Design by Nubia. Và cảm ơn cửa hàng Lê Quân đã cho mình mượn phiên bản giới hạn này được trên tay. Thì mình là một người rất yêu thích nghệ thuật các bạn. Rất tiếc là cái vlog đi Hà Lan thằng khốn nạn này nó vẫn chưa edit xong, nên các bạn chưa được thấy sự chia sẻ của tôi về những một trong những thành phố rất là tuyệt vời. Chứ còn tôi đến đấy và tìm hiểu về Van Gogh, tôi phải nói rất là tự hào vì tôi được đến đấy, thế thôi hết. Và video này được quay phải 6 Pro, anh em nghĩ sao chất lượng của nó hãy comment nha. Hẹn lại bạn các video lần sau. Subscribe,